một lớp học viết chữ đẹp diễn ra vào cuối tuần. Một không gian văn hóa cho những tâm hồn tìm kiếm sự bình yên, tĩnh lặng bên con chữ. Một nét đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt Nam được tiếp nối qua nhiều thế hệ, lan tỏa đến nhiều người yêu thư pháp. Một cuối tuần cùng Đà Nẵng TV vui bên thư pháp chữ Việt. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đà Nẵng cuối tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ở những tuần trước thì Đà Nẵng TV đã mời bạn dạo núi, ngắm sông, tham quan những cảnh đẹp thiên nhiên tràn đầy năng lượng, hay là làm bánh, uống trà, thưởng tranh, nghe nhạc. Và ở tuần này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tham quan một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, đó là cùng tham gia vào một lớp học hoàn toàn miễn phí. Ở đây thì mọi người có thể thả mình vào nghệ thuật thư pháp chữ Việt mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Tại vườn nghệ thuật Dế Mèn, đường Trần Văn Dư, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, lớp học viết thư pháp chữ Việt sẽ đều đặn được tổ chức trong không gian chung được bố trí trên tầng 2. Hơn 20 học viên ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, cứ mỗi chiều Chủ nhật lại tập hợp về nơi này, vui bên những con chữ, từ ngữ, câu văn, câu thơ Việt Nam dưới sự hướng dẫn tận tụy của anh Lê Quang Đảng. Mình cảm thấy nó có cái gì đó hay hay và em quyết định là tham gia đi học thư pháp. Đây là một cái bộ môn nghệ thuật nó rất là giản dị và mộc mạc. Và khi mà học nó thì cái tâm của mình nó sẽ lắng động hơn. Và lúc đó mình cảm nhận được những cái gọi là cái chân thiện mỹ trong những cái đời sống thường ngày của mình. Nhìn vào một cái tranh thư pháp chữ Việt thì mình có thể cảm nhận được cái tâm ý của người viết và mình cũng có thể cảm nhận được một phần cái tính cách của cái người viết luôn. Và khi mà mình rèn cái những cái con chữ như thế này thì đồng thời là mình đang rèn cái tâm hồn của mình. Đến với lớp học thư pháp chữ Việt của anh Lê Quang Đảng, điều đặc biệt không chỉ là lớp hoàn toàn miễn phí trong điều kiện phòng ốc sạch sẽ, sáng sủa, thoáng đãng, mà quan trọng nhất, học viên được chỉ dẫn tận tình từ khâu đầu tiên chuẩn bị đồ dùng, giấy, bút mực để tham gia lớp, đến kỹ năng cầm bút, pha mực, điều khiển ngọn bút, rồi điều chỉnh nét, độ đậm nhạt và nâng cấp lên là sự sáng tạo mang phong cách cá nhân. Lớp học không đồng, nhưng công sức người thầy thư pháp trẻ bỏ ra đầy đặn như chính tình yêu và tâm huyết mà anh dành cho bộ môn nghệ thuật này. Thưa quý vị, đây là một lớp học có trên dưới 20 học viên và đã được vận hành đều đặn trong suốt một năm qua. Lớp học tuy rất là bình thường, giản dị, nhưng mà đó là một cái tâm huyết rất là lớn của một kiến trúc sư trẻ, một người rất là yêu thư pháp, đặc biệt là thư pháp chữ Việt. Và để hiểu rõ hơn về lớp học đặc biệt và mỗi cuối tuần hoàn toàn miễn phí này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lê Quang Đảng. Đây là chủ nhân của lớp học này đấy quý vị. Chào anh ạ. Chào chị Trâm. Rất là vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Xuất phát từ đâu mà anh cho ra đời và vận hành lớp học thư pháp này ạ? Trong quá trình mà mình sinh hoạt thư pháp thì có rất là nhiều bạn trẻ ở thành phố Đà Nẵng cũng có liên hệ với Đảng để hướng dẫn thư pháp, thì cũng không ngờ là cái số lượng mà người tham gia hỏi để mà họ học thư pháp rất là đông, cho nên là mình mới có ý tưởng là sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người. Nhưng mà vì đa số là tất cả các cái lứa tuổi tham gia thư pháp phần lớn là các bạn học sinh sinh viên, cái phần kinh tế nó cũng bị hạn chế, cho nên mình muốn triển khai cái lớp học thư pháp này nhằm để lan tỏa cái bộ môn thư pháp rộng hơn. Vậy thì không biết khi mà mình duy trì lớp học này thì mình có những cái khó khăn gì không ạ? Vì đó là một lớp học miễn phí đúng không ạ? Ban đầu thì ai cũng có đặt ra câu hỏi. Nhưng mà thực ra thì đi sâu vào trong cái lớp học thì nó cũng không có gì khó khăn. Cơ bản là tìm được ra người thật sự đam mê và duy trì với cái lớp học thư pháp này đi lâu dài thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà may mắn rằng là cái lớp học
ngày càng được các bạn đón nhận và tham gia nhiều hơn. Để duy trì lớp học này thì chắc chắn bằng rất là nhiều tâm huyết của anh rồi. Và anh có thể chia sẻ là cái nguyện vọng lớn nhất của anh khi mà mở cái lớp học thư pháp này. Nhiều bạn trẻ đến với môn thư pháp và học và sẽ trở thành một trong những nhà thư pháp chuyên sâu vào trong cái thư pháp chữ Việt để lan tỏa cái nét đẹp của cái chữ Việt của mình. Chữ Việt đó là một cái chữ của cha sinh mẹ đẻ. Là mình cũng thực sự là mình cũng thấy chữ Việt nó cũng khá là hay. Để mà đi sâu vào trong thư pháp chữ Việt á, thì mình mới thấy được cái sự rồng bay phượng múa của con chữ. Chữ Việt nó cũng có thể tạo được hình từ các cái hình thế khác nhau từ con chữ. Ví dụ như chữ tâm thì mình cũng có thể biết được chữ tâm ra một hình trái tim. Đó, nó rất là đẹp. Nó cái nét của nó rất là uyển chuyển, tạo ra một cái chữ có hồn. Thư Việt nó rất là hay. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Đảng với những chia sẻ vừa rồi và xin chúc cho lớp học thư pháp của anh sẽ ngày càng được lan tỏa đến cộng đồng và đặc biệt là lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến mọi người ạ. Mỗi học viên đến với lớp thư pháp chữ Việt đều xuất phát từ cơ duyên, lý do riêng, trong những tâm thế và điều kiện khác nhau. Nhưng điểm chung là mỗi người đều tìm thấy sự bình yên lạ thường mỗi khi say sưa tạo ra những con chữ trên nền giấy. Tôi được việc qua cái lớp học thư pháp có một người bạn thì tôi tham gia ngay, là vì tôi thấy đây là một lớp học rất là bổ ích và là một môn tiêu khiển, là một môn tiêu khiển rất là nhẹ nhàng, có giá trị, nhân văn. Thì là tôi đã theo học và may mắn là đã học được một vị thầy còn quá trẻ, đó là thầy Đạt, là một vị thầy rất là có tâm và đặc biệt là có tấm lòng rất là rộng lớn, đã mở một những lớp học miễn phí như thế này. Tôi rất là trân quý cái tấm lòng của thầy. Tôi đã học rất là nhiều môn vẽ, võ nhạc, đủ thứ, nhưng cuối cùng tôi lại thích cái môn này nhất. Là vì nó giúp cho tôi những lúc mà rảnh rỗi, tôi giải trí rất là nhẹ nhàng, bình yên. Thì có thể đây là một lớp học mà rất là giá trị cho dành cho mọi lứa tuổi luôn đó. Thực ra là nhất là anh Đạt. Đạt là một vị thầy mà một người thầy mà có thể là hiếm có trong cái thời đại kinh tế khó khăn này. Công việc chính là kiến trúc sư, thế nhưng vừa bén duyên với thư pháp, anh Lê Quang Đảng đã nhận ra sự thú vị cũng như cái hồn cốt đặc biệt không pha lẫn vào bộ môn văn hóa nghệ thuật này. Từ đam mê của chính bản thân dành cho thư pháp chữ Việt, anh Lê Quang Đảng đã lan tỏa sự say mê với chữ Việt tới mọi người khi cho ra đời và vận hành một lớp học thư pháp chữ Việt miễn phí. Thưa quý vị, tiếng Việt di sản ngôn ngữ và tinh thần quý giá của người Việt Nam đã được thăng hoa, lan tỏa, kết nối, tiếp nối tinh thần tinh hoa qua nhiều thế kỷ và ngày nay vẫn tiếp tục phát huy được vẻ đẹp và giá trị trong cuộc sống thông qua nhiều loại hình sáng tạo nghệ thuật. Và những lớp học thư pháp chữ Việt dù nhỏ bé như thế này thôi nhưng mà cũng đã góp phần làm cho tiếng Việt đẹp hơn, trong sáng hơn trong thế giới tinh thần của chúng ta. Ngoài dạy tại vườn nghệ thuật Dế Mèn, phần lớn thời gian trong ngày, anh Lê Quang Đảng lại trở về với gốc thư pháp chân tâm, nơi anh thỏa sức với niềm đam mê, chiêm nghiệm, luyện tập và sáng tạo, tiếp tục tiếp nhận những năng lượng thanh lành từ con chữ và lan tỏa giá trị tình yêu đó đến với mọi người. Mình cũng mong muốn tất cả mọi người tham gia ở đây phải duy trì liên tục cái sự
học với việc thư pháp và duy trì cái sự yêu thích môn thư pháp đó. Thì từ đó nó mới cùng và đồng hành với mình để phát triển cái bộ môn thư pháp một cách tốt hơn. Thì nó để phát triển thì nó phải có một cái cộng đồng. Thì cộng đồng đó nó phải hình thành từ tất cả mọi người. Một cuối tuần đã trôi qua và một tuần mới đã đến trong sự bình yên và thư thái, với mực đen giấy trắng, với sự nhận thức sâu sắc về giá trị chữ Việt. Và tất cả chúng ta hẳn đã có những cái trải nghiệm tuy bình dị nhưng vô cùng tinh tế về lớp học thư pháp, đúng không ạ? Và đến đây thì Đà Nẵng cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo.